Chị mở đi. Cái bánh, gì chị? Bánh á? Bánh kia kìa. Bánh khoai tây chiên nè. À em biết bánh cái này rồi. Xích. Em biết cái này là cái gì rồi. Cái này là gì? Cái đây này là bánh mà. Đây là tẩy hình bánh thôi. Ồ, tẩy. Tẩy hình bánh thôi mà. Đẹp thế nhở. À, khoai tây. BBTV. Các hình dán con vật này đẹp quá. Con cú mèo này. Con nai. Con này là con cáo. Đây là con sóc. Ồ, con sóc còn cầm hạt dẻ này, hạt dẻ này. Đây là con nhím. Con nào cũng rất là đẹp. Chị ơi. Ơi. Chị đang làm gì ấy? Chị đang xem mấy con hình dán. Đây này, đẹp không? À, đấy. Em thích chú cú mèo này. Con nai này cũng rất là đẹp mà. Con nào cũng đẹp. Con nhím này. À chị ơi. Nhìn này, nhìn với em có cái gì này? Cái gì đấy? Mẹ mới mua cho em này. Chị có tò mò không? Tò mò chứ, cái gì đấy? Em mở nhá. 2, 3. Wow. Thật là nhiều búp bê. Búp bê đấy chị ạ. Búp bê này à, có điều bất ngờ đằng trong ấy. Điều bất ngờ á? Vâng, em cũng chưa biết điều bất ngờ là gì này. Đâu đâu? Bất ngờ ở đâu? Ở trong này này, ở trong cái hộp này là có điều bất ngờ. Bây giờ chị em mình khám phá điều bất ngờ này nhá. Rồi, thích thế. Này, thế bây giờ mình mở luôn đi. Chị tò mò quá. Chị tò mò. Không biết có cái gì ở trong nhở? Em cũng tò mò. Em nghĩ là kẹo. Theo chị nghĩ thì là đồ trang sức. Ví dụ vòng tay, vòng cổ này. Hoặc là cái lược ấy. Không. Rơi một tóc nữa. Em nghĩ là kẹo cơ. Thế thì mở luôn. Mở nhá. Chị mở trước nhá. Được. Em nhường cho chị mở trước. Chị sẽ mở màu đỏ trước cho may mắn. Ê, không biết là cái gì đây. Chị mở đi. Cái bánh, gì đấy chị? Bánh. Bánh á? Bánh kia kìa. Bánh khoai tây chiên nè. À em biết bánh cái này rồi. Kẹp xúc xích. Em biết cái này là cái gì rồi. Cái này là gì? Cái đây là bánh mà. Đây là tẩy hình bánh thôi. Ồ, tẩy. Tẩy hình bánh thôi mà. Đẹp thế nhở. À, khoai tây. Chị được 3 món tẩy rồi nè. Đến lượt em bóc đi. Em sẽ bóc màu tím. Có màu tím à? Vâng. Xem nào. Màu tím không biết là cái gì đây. 2, 3. Wow, bánh này. Em đoán kẹo là đúng rồi. Bánh ăn nè. Sao nào? Ơ, không phải. Ơ, cái này là quýt xì. Đây này. Em có tưởng là bánh thật. Thế là không đúng rồi nhá. Đến lượt chị. Màu chìa khóa hình quýt xì. Sẽ bóc màu xanh. Màu xanh này đẹp nè. Đây là cái gì đây? Chị mở đi. Chiu. Ồ, búp bê. À, móc chìa khóa. Móc chìa khóa hình búp bê. Đẹp chưa? Ê, đội mũ xinh chị nhở? Mũ rất là đáng yêu chứ. À, búp bê này còn có gương soi chị ạ. Đi nè. Ừ, nhờ. Tiện lợi đấy. Vâng. Đấy là đấy rồi em. Đấy em. Em sẽ bóc màu hồng. Màu hồng à? Không biết là cái gì trong này nhở? Em tò mò quá. Xem nào. 2, 3. À, nhẫn. Xem nào lấy nhẫn ra. Đây. Ồ, nhẫn hình bàn chân này. Nhìn này, nhìn này. Wow. Chị ơi, bông hoa này. Đấy, ồ, đẹp thế. Đây. Chị đeo cái nhẫn hình bàn chân này. Ồ, nhẫn của em mà. Nó anh cho chị đeo. Ồ, trả này, trả này. Ồ. Hello Kitty. Hello Kitty. Đẹp chưa? Ai bảo chị không chọn màu hồng? Thì bây giờ chị chọn cái khác. Bên đâu còn có cái đẹp hơn thì sao? Chị bóc màu đỏ tiếp. Màu đỏ may mắn đi. Lại màu đỏ. Chị thích màu đỏ. Bên đâu màu đỏ may mắn thì sao? Cái gì đây nhờ? 2, 3. Wow. Bất ngờ chưa? Đúng là bất ngờ cái vòng đẹp này. Quá là đẹp luôn. Chị đeo luôn. Chưa? Em cũng thích cái vòng tay này. Nhưng mà chị mở được rồi. Mong là có một cái vòng tay nữa. Đẹp quá. Đến lượt em kìa. Chị đã bảo màu đỏ may mắn mà. Em sẽ bóc màu tím nữa. À, màu tím nữa. Mà không biết cái gì đây. Cái gì đấy? Wow, dây buộc tóc. Thấy chưa? Chị đoán đúng nhá. Chị có đoán dây buộc tóc đâu? Có.
chắc khoảng 4 cái luôn. Đẹp nhở. Bây giờ chị sẽ bóc cái màu... để ra đây. À, màu hồng, chị chưa bóc màu hồng. Mở màu hồng xem có cái gì ở trong này. Cái gì đó. Wow. Đẹp thế. Wow, vòng cổ. Đẹp quá. Chị vừa có vòng tay vừa có vòng cổ. Ai bảo chị mở được mà. Đẹp chưa nè. Pet puppet nhá. Đẹp chưa. Sao chị may mắn thôi. Thì chị may mắn. Đây em mở nốt đi. Em mở nốt cái này. Đeo luôn nè. Cái gì đấy? Coca Cola chị ạ. Ồ, lon Coca Cola. Có cả bánh này. À, cái này cũng là tẩy đấy. Tẩy hình Coca Cola hả chị? Tẩy đấy, thấy chưa? Ý. Chị cho nước vào đây. Mở Coca Cola. Cho vào đây. Ngon, ngon, ngon. Ngon không? Ăn bánh. Này, đây là của em. Xem nào. Hết rồi, bây giờ chúng mình xem thành quả xem nào. Chị thu được 3 cái tẩy. Ba cái tẩy. Em cũng có 3 cái tẩy. Một cái móc chìa khóa. Em cũng có. Chị được một cái vòng tay. Em lại được nhẫn. Chị có vòng cổ. Em có dây buộc tóc. Thích nhở. Đẹp quá. À chị ơi. Hay là những con búp bê này mình mang vào tủ mình trưng bày đi. Được đấy. Đẹp lắm đấy nhở. Rồi rồi, mang vào đây. Cho vào đây. Cho vào. Cho vào đây nè. Màu hồng vào đây. Màu xanh là gương ô vuông. Đấy. Màu đỏ. Tím nè. Màu hồng. Rồi. Đẹp quá. Mang vào luôn đi. Này, dây buộc tóc này. Chị cầm cho em. Rồi, chị cầm cho. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.